Nam Mô A Di Đà Phật. Quốc Phong xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn đồng tu. Các anh chị và các bạn khỏe không? Hôm nay Quốc Phong xin giới thiệu đến với các anh chị và các bạn một đoạn video clip nói về một vị hoàng đế triều nhà Đường ở Trung Hoa, là một vị minh quân rất là giỏi. Nhưng mà sau khi ông chết lại đọa vào địa ngục vô gián, và ông đã nhập hồn vào một vị nữ cư sĩ để kể lên những cái nỗi khổ mà ông đã chịu trong địa ngục vô gián, cũng như là ông rất là hối hận ăn năn và rất là mong muốn tu hành. Đoạn video này tất nhiên là Phong phải được Hòa Thượng Tịnh Không ấn chứng, có nghĩa là Hòa Thượng Tịnh Không đã kể qua những cái câu chuyện này thì Phong mới dám giới thiệu đến với các bạn. Thì trước khi chúng ta xem cái đoạn video này thì Phong xin kính mời các anh chị và các bạn xem qua một đoạn khai thị ngắn của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Đoạn khai thị này Phong biết là tất cả các anh chị và các bạn đã đều xem qua trong cuốn Quý Tiết Mạng Sống, Xin Đừng Phá Thai Giết Trẻ tập 3. Trong cái bộ này thì cô Đinh Gia Lệ phỏng vấn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, và trong cái tập 3 này thì Hòa Thượng có mấy phút nói về cái vấn đề này, cũng như là nói về sự nhập hồn của cái vị vua này. Bây giờ Quốc Phong xin kính mời quý anh chị và các bạn lắng nghe lời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không trước, và sau đó xin kính mời quý anh chị và các bạn xem những hình ảnh mà Hòa Thượng đã nói. Vua Đường Thái Tông cụ thể nhập xác, chuyện này đáng lẽ chúng tôi không biết. Có một đồng tu từ trong nước mang đĩa video này đến cho tôi. Sau khi xem, tôi cảm động vô cùng. Lời nói của Ngài hoàn toàn giống như lời nói của chúng tôi. Toàn cầu có tai nạn. Trung Quốc có tai nạn không có bị diệt vong. Trung Quốc có tai nạn không có bị diệt vong mà không bị diệt vong. Nói hết sức rõ ràng. Đồng thời còn báo cho mọi người biết tai nạn sắp gần kề, làm gì cũng không kịp nữa rồi. Chỉ có niệm Phật mà thôi. Niệm A-di-đà Phật à? Đúng vậy, chỉ có niệm A-di-đà Phật. Cô xem, có người đến hỏi tai nạn của năm 2012. Lúc ấy nét mặt của Ngài hoang mang lo sợ, là vì vua Đường Thái Tông à? Đúng, rồi khi Ngài lăn lộn trên đất nói với mọi người là không còn kịp nữa rồi, không còn kịp nữa rồi, cái gì cũng không kịp rồi, phải nhanh chóng niệm Phật, mau mau niệm Phật. Đó chẳng phải là đóng kịch, không phải là diễn xuất ra được đâu. Dạ phải, diễn không được vậy đâu. Ngày 25 tháng 3 năm nay, khi tôi ở Úc Châu, vua Đường Thái Tông nhập xác trước mặt tôi. Ngài nhập vào thân của em gái sư Ngộ Nhẫn và cho tôi biết Ngài là Lý Thế Dân đến cảm ơn tôi. Tôi nói cảm ơn tôi điều gì? Ngài nói nhờ tôi in bộ sách Quần Thư Trị Yếu. Quần Thư Trị Yếu à? Do vì in bộ sách ấy mà Ngài ra khỏi cảnh địa ngục. Nghe nói bộ sách ấy sau này sẽ cứu được cả thế giới. Tương lai cứu toàn thế giới à? Cứu được toàn thế giới. Cứu được cả thế giới nhờ bộ sách này. Cho nên cả đời Ngài là nhờ vào làm một việc tốt này đây, Ngài có thể ra khỏi địa ngục. Người ta hỏi Ngài vì sao lại đọa địa ngục, Ngài nói giết người, giết nhiều quá. Gây tạo nghiệp gì thì chắc chắn họ lãnh quả báo ấy. Như vậy, người ta đặt câu hỏi kia cũng rất có ý nghĩa. Ngài là vị vua tốt, Ngài là minh quân, Ngài làm sao bị đọa địa ngục được? Ngài trả lời rất hay. Minh quân mà tạo nghiệp địa ngục thì không bị đọa địa ngục sao? Đâu có cái đạo lý này. Nếu vậy thì luật nhân quả bị lật đổ phải không? Đúng.
Minh Quân tạo nghiệp tội địa ngục, vẫn phải đến địa ngục chịu quả báo. Vậy tức là nói, vua Đường soạn bộ sách Quần Thư Trị Yếu, công thì có công, nhưng tội vẫn là có tội. Không sai, bởi vì Quần Thư Trị Yếu là một bộ sách nói về nguyên tắc chỉ đạo. Trị quốc của đời Đường. Bộ sách Trị Quốc à? Là bộ sách Trị Quốc, hoàn toàn là nhờ vào, căn cứ và tiếp thu sự chỉ đạo của bộ sách ấy mà Đường Triều có thể trị vì tốt như vậy. Trong lịch sử Trung Quốc, đời Đường là triều đại tốt nhất. Kính thưa các anh chị và các bạn, Đường Thái Tông, tức là nhà vua Lý Thế Dân, là người đã nhập vào một vị nữ cư sĩ để nói lên cái cảnh khổ của địa ngục. Và cái đĩa video mà một vị đồng tu trong nước mang đến cho đại lão hòa thượng Tịnh Không, và ngài nói là sau khi ngài xem thì ngài cảm động vô cùng. Đó chính là cái đoạn video mà chúng ta sắp sửa xem sau đây. Cái đoạn video này là do một vị thiện trí thức ở đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Atlanta nhờ Phong đọc lời thuyết minh. Bởi vì người dịch đã lâu rồi nhưng mà không có người đọc, cho nên người ta chỉ chạy cái hàng chữ nhỏ ở trên cái màn hình. Và bởi vì cái đối thoại giữa hai người nó quá nhanh cho nên cái chữ hiện ra rất nhanh, do đó mình không có đọc kịp được. Cho nên vị đồng tu này, vị thiện trí thức này đã nhờ Phong đọc cái lời thuyết minh. Tất nhiên Phong không phải là người chuyên đọc thuyết minh, cho nên Phong đọc không có hay, xin mọi người thông cảm. Chỉ mong rằng là Phong đọc giúp mọi người để mọi người nghe để dễ hiểu hơn thôi. Và cũng là rất tiếc rằng cái vị dịch cái bài này chỉ dịch được 2/3, còn 1/3 nữa thì do một cái lý do gì đó cho nên không có dịch, do đó cũng chưa có được viên mãn. Nhưng mà 2/3 này sau khi Phong đọc xong rồi, chính bản thân Phong có một cái bài học rất là sâu sắc. Và Phong nghĩ Phong không thể không tu hành, không thể không niệm Phật cầu vãng sanh. Rất là nguy hiểm. Bây giờ Quốc Phong xin mời quý anh chị và các bạn lắng nghe sau đây. Đường Thái Tông, Lý Thế Dân nhập thân cầu giải thoát. Thực ghi hình ngày 18 tháng 12 năm 2010. A Di Đà Phật, không khóc nữa, không khóc nữa được không? Có gì từ từ nói được không? Không khóc nữa, vong có yêu cầu gì muốn nói? Không khóc nữa được không? Vấn đề gì từ từ nói được không? Nào, ngồi dậy nói chuyện được không? Có khúc mắc gì ngồi dậy kể được không?
Nào, ngồi dậy. Nào, ngồi lên. Đừng khóc nữa, được không? Nói cho tôi biết Vong là ai. A-di-đà Phật, không khóc nữa được không? Khổ quá. Tôi biết các Vong rất khổ. Khổ quá. Tôi biết các Vong khổ. Vong nói tôi nghe. Nói tôi nghe, chúng tôi làm sao giúp Vong được? Chỉ cần lìa khổ là được. Hiện giờ Vong ở đâu? Hiện nay Vong gặp được Phật Bồ Tát thì sẽ không khổ nữa, sẽ lìa khổ được vui. Vong hiểu không? Được không? Vong nói đi, Vong là ai? Không khóc nữa, được không? Nào ngồi dậy, nền nhà lạnh. Khổ quá, khổ quá. Vong có thể nói cho tôi biết. Tôi biết các Vong rất khổ. Có thể nói cho chúng tôi cách giúp Vong được không? Gặp được Phật Bồ Tát rồi, gặp được Phật Pháp rồi thì sẽ có cách mà. Chúng ta liền có thể lìa khổ rồi, đến thế giới cực lạc. Vong hãy nói cho tôi biết Vong là ai. A-di-đà Phật, nói cho tôi nghe Vong là ai. Vong nói đi, Vong là ai, mở lời được không? Tôi không muốn nói. Không muốn nói vậy tôi làm sao giúp Vong? Chúng tôi làm sao giúp Vong được? Tôi không muốn nói. Vong có phải thai nhi bị cô Tăng Mẫn này phá bỏ không? Không phải. Vậy Vong là ai, nói tôi nghe. Vong với cô Tăng Mẫn này quan hệ thế nào, có nhân duyên gì? Vong là ai, hãy nói tôi nghe. Nói cho tôi biết Vong là ai. Vong với cô Tăng Mẫn này là quan hệ thế nào? Vong với vị Bồ Tát này, cô Tăng Mẫn có quan hệ thế nào? Nói cho tôi biết đi, Vong là ai? Không nói, chúng tôi làm sao giúp Vong đây? Vong nói đi. Nói ra chúng tôi liền có cách giúp Vong, có được không? Chúng tôi cầu Phật Bồ Tát giúp Vong. Không giúp được. Được, A-di-đà Phật đại từ đại bi. A-di-đà Phật sao mà không giúp Vong được? Giúp được. Giúp không được đâu. Giúp được, yên tâm. Vong nói đi. Nói tôi biết Vong là ai. Vong là ai, nhà ở đâu? Vong nói đi, nhà ở đâu nào? Nhà ở đâu? Nhà của tôi ở đâu? Hãy nhớ xem. Nhà của tôi ở đâu vậy? Nhà Vong ở đâu? Nhà tôi ở đâu? Vong với cô Tăng Mẫn có quan hệ gì, nhân duyên gì? Tôi không biết. Vậy sao Vong đến tìm cô ấy? Tôi không biết. Không biết sao Vong nhập vào người cô này? Tôi muốn nhập vào thân người này. Vong nhập vào thân cô này có yêu cầu gì không? Tôi muốn tìm ông. Vong tìm tôi có việc gì? Vong muốn tôi giúp gì? Vong nói đi. Tôi muốn tu hành. Tốt, tu hành thì được mà. Tôi có thể lập cho Vong bài vị. Lập bài vị ở nơi đây tu hành. Vong nói tôi nghe. Vong ở đạo nào, từ đạo nào tới? Tôi từ địa ngục tới. Vong làm sao mà bị đọa địa ngục? Tôi từ địa ngục đến đây. Vong ở địa ngục nào? Vong nói cho mọi người biết Vong từ địa ngục nào tới đây. Địa ngục rất khổ. Có ai lại không biết địa ngục khổ? Địa ngục quá khổ. Vong ở địa ngục nào? Địa ngục có rất nhiều. Nói cho chúng tôi nghe Vong ở địa ngục nào. Vong ở địa ngục nào? Tôi ở địa ngục nào? Ở địa ngục nào? Vong nói cho mọi người biết đi. Là địa ngục nào? Nói ra xem, hãy nói cho chúng tôi biết. Là địa ngục nào? Là địa ngục nào? Địa ngục có rất nhiều. Là địa ngục nào vậy? Có rất nhiều địa ngục. Đúng rồi, có rất nhiều địa ngục. Nói cho tôi biết là địa ngục nào? Ở địa ngục nào?
ở địa ngục nào? Là địa ngục nào? Có nhiều lắm. Có địa ngục không? Có. Người hiện nay không tin có địa ngục. Sao lại không có địa ngục? Làm sao lại không có hả? Tôi biết có, tôi biết là có. Thực sự có địa ngục mà. Tôi biết, tôi biết. Thực sự có địa ngục. Các người tại sao không tin có địa ngục? Có, tôi tin có. Vốn dĩ là có địa ngục mà. Các người tại sao lại không tin? Các người tại sao đều không tin tôi? Tin, chúng tôi đều tin. Không tin thì chúng tôi cũng không tu. À, các người sao lại không tin địa ngục chứ? Tin, chúng tôi đều tin. Hiện nay người thế gian không tin, tại sao không tin có địa ngục cơ chứ? Có rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều địa ngục mà. Các người tin là có địa ngục đi. Thật sự có rất nhiều địa ngục. Rất nhiều. Đúng rồi, chúng tôi tin. Không tin chúng tôi cũng không thỉnh Bồ Tát. Phải chăm chỉ học Phật tu hành, phải không? Vong nói tôi nghe, Vong từ địa ngục nào đến đây? Từ địa ngục nào đến, địa ngục gì? Hãy nhớ xem, có phải địa ngục Hàn Băng hay là địa ngục Bát Bì hay vô gián địa ngục? Là vô gián địa ngục. Xin tiền Vong tạo nghiệp gì, tạo ác gì mà phải đến vô gián địa ngục? Vong đã tạo ra nghiệp gì? Tôi đã tạo nghiệp lớn. Nghiệp lớn gì? Vong nói cho mọi người nghe xem. Nghiệp mà tôi tạo rất lớn là nghiệp gì vậy? Hãy nói cho chúng tôi nghe. Lát nữa tôi sẽ lập bài vị cho Vong. Vong ở nơi này cùng chúng tôi tu hành được không? Nghe Tịnh Không Pháp Sư giảng kinh được không? Có được không? Được. Vậy Vong nói tôi biết tên Vong là gì? Tôi tên... Tên là gì? Nói tôi nghe. Tên lúc còn sống, tên khi còn sinh tiền. Sinh tiền, tôi tên. Tôi tên là gì? Là người ở đâu? Nhà ở đâu? Tôi là người Tứ Xuyên. Người Tứ Xuyên à? Nơi nào của Tứ Xuyên? Tứ Xuyên, cái gì Dương đó? Miên Dương. Miên Dương, đúng, sao ông biết? Ây da, Tứ Xuyên thì tôi khá rõ. Tôi chính là người Miên Dương. Là người Miên Dương. Vong là nam hay là nữ? Tôi là nam. À, là nam. Đã tạo ra nghiệp gì vậy? Tạo ra rất nhiều nghiệp. Sát sanh. Là sát sanh. Có giết người không? Có. Vậy ông là người thời nào? Tôi là người thời cổ đại. Là triều đại nào? Triều Đường. Triều Đường. Thời gian nào của Triều Đường? Thời gian nào? Đương thời hoàng đế là ai? Hoàng đế của các ông thời đó là ai? Là Lý Thế Dân hay là ai? Quên rồi. Ông quên rồi à? Vậy ông với cô Tăng Mẫn là quan hệ gì? Giờ ông tìm cô ấy. Ông với cô ấy là nhân duyên gì? Sao ông không tìm Trương Tam, Lý Tứ mà lại tìm Tăng Mẫn? Tăng Mẫn là người Hồ Bắc mà. Tôi biết cô ta là người Hồ Bắc. Tôi với cô ta là vợ chồng. À, ông với cô này là vợ chồng. Vậy giờ ông nhờ cô này giúp đỡ phải không? Đúng vậy. Ông hiện đã tìm đúng người rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Thật là đã tìm đúng người rồi. Xin tiền, tên của ông là gì? Tên tôi là gì? Tôi tên Lý Thế Dân. Ông tên Lý Thế Dân? Đúng vậy, tôi là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân không phải là hoàng đế sao? Ta chính là hoàng đế. Ông là hoàng đế, tại sao ông lại đọa vô gián địa ngục? Tôi đã đọa vô gián địa ngục. Ây da, khổ quá. Ông là hoàng đế cơ mà. Ta là hoàng đế. Tôi biết hoàng đế tại sao lại đọa đến địa ngục. Ông nghĩ hoàng đế thì không đọa địa ngục à? Ồ, ra là vậy. Hoàng đế cũng bị đọa địa ngục. Hoàng đế cũng bị đọa địa ngục à? Vậy Lý Thế Dân, ông đã tạo nghiệp gì mà đọa địa ngục? Do giết người. Ồ, giết người nào? Người Trung Quốc hay ngoại quốc? Đều có. Đều có à? Lý Thế Dân, giờ ông ở vô gián địa ngục thật là oan uổng. Oan uổng quá. Vậy Tăng Mẫn trước kia là phi tử của ông ư? Là hoàng hậu của ta. Ồ, là hoàng hậu của ông à? Cô ấy chính là hoàng hậu của ta. Thảo nào Tăng Mẫn lại xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Ông ra khỏi địa ngục bằng cách nào? Ông nói mọi người nghe xem.
Tôi biết Tăng Mẫn đang tu hành. Tôi biết cô ấy quen biết ông. Tôi liền đến tìm ông. Tôi không phải tìm Tăng Mẫn, tôi tìm ông. Ông tìm tôi có việc gì? Sao ông biết tôi ở đây? Tôi biết. Vậy tôi là ai? Ông là thầy của Tăng Mẫn. Đây là thầy Trịnh mà. Cô ấy luôn nghĩ thầy Trịnh có thể dạy cô rất nhiều thứ. Thầy Trịnh mà cô ấy luôn nghĩ tới. Tôi đâu dạy được gì cô ấy đâu. Cô ấy biết ông có thể dạy cô ấy. Cô ấy vô cùng tin ông, rất là tin tưởng ông. Tôi có thể giúp cô ấy không? Ông tuyệt đối có thể giúp cô ấy. Ông có thể giúp cô ấy thành Phật phải vậy không? Ông phải tin tưởng. Ông tuyệt đối có thể giúp Tăng Mẫn thành Phật. Ông giúp cô ấy, nhất định phải giúp cô ấy. Phải ghi nhớ. Tôi nhớ, tôi nhớ. Ông phải giúp Tăng Mẫn thành Phật. Được, được. Ông không được quên, không thể quên. Không quên, không quên. Tôi có cái bản lĩnh đấy ư? Có. Tôi là ai? Tôi chỉ là một phàm phu thôi mà. Ông không phải phàm phu. Ông không phải. Ông nhất định không phải. Vậy tôi là ai? Tôi không nói. Ông tuyệt đối không phải là phàm phu. Ông phải nhớ. Ông tuyệt đối không phải phàm phu. Ông tốt. Ông không phải phàm phu. Ông không phải phàm phu. Ông tốt. Thật sự rất tốt. Thật sự tốt không? Không cảm nhận được. Ông rất tốt. Không cảm nhận được. Tôi biết. Ông biết à? Tôi biết. Hận thù của các ông rất lớn. Tốt thế nào? Ông tuyệt đối tốt. Ông phải nhớ giúp Tăng Mẫn. Được, giúp Tăng Mẫn. Còn giúp ai nữa? Đều giúp. Nhất định đều phải giúp khắp hư không pháp giới. Tôi có năng lực đó không? Có. Ông nói điều này là lừa tôi phải không? Không lừa, không lừa. Tin tôi. Ta là hoàng đế mà, lời ta nói ông phải tin. Ông phải giúp hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh ông đều phải giúp. Có biết không? Để tôi xem thử. Ông có khả năng. Tôi không cảm nhận được. Ông sẽ giúp, ông sẽ giúp mà. Ta là hoàng đế. Ông đã đến vô gián địa ngục. Ông nói cho mọi người nghe xem. Ông ở vô gián địa ngục bao lâu rồi? Ông đã ở địa ngục bao lâu rồi? Nghe nói thời gian ở địa ngục và nhân gian có khác biệt, cách tính không như nhau, phải không? Đúng. Vậy ông đã ở địa ngục được bao lâu rồi? Tôi ở địa ngục. Ở được mấy trăm năm rồi. Sao lại mấy trăm năm? Vậy ban đầu đã đi về đâu? Ban đầu súc sanh đạo. Súc sanh đạo à? Sau đó? Sau lại là nhân đạo. Nhân đạo tiếp theo là? Tiếp theo là đọa địa ngục. Địa ngục. Vậy từ lúc đọa tới nay là ở địa ngục. Thế ông kể mọi người nghe, vô gián địa ngục khổ ra sao? Vô gián địa ngục khổ vô cùng. Khổ làm sao? Các ông chịu hình phạt gì? Có loại hình phạt gì? Phần bụng đau, rất khó chịu. Đừng nhắc địa ngục nữa, đau đớn lắm. Moi tim à? Moi tim, tất cả cơ thể. Phần ngực này bị xé ra, phanh ra, moi lấy tim. Lấy ra làm gì? Để ăn ư? Quăng đi. Quăng đi à? Không phải có địa ngục đào tâm dùng để ăn luôn à? Không phải là già xoa sẽ ăn tim của người chịu tội à? Ây già, quăng đi, quăng đi. Moi rồi lại quăng, cứ thế như vậy. Quăng rồi lại moi, moi rồi lại quăng đi. Không phải chỉ có một quả tim sao? Thì có một quả quăng đi, xong lấy lại lắp vào rồi lại quăng đi. Nói chung là cứ làm đi làm lại không dừng. Chưa từng dừng, không một thời một khắc nào dừng lại. Ông xem Địa Tạng Kinh. Pháp Sư Tịnh Không thầy cũng giảng cho chúng tôi nghe Kinh Địa Tạng. Nói rằng địa ngục vô gián là đi chịu tội. Một ngày một đêm vạn sanh vạn tử. Đúng, đúng, rất đúng phải không? Rất đúng. Ông biết mà, chính là như vậy. Là như vậy. Vạn tử, vạn sinh. Tăng Mẫn bây giờ là hoàng hậu của ông. Ngoài ra còn có phi tần, Tam cung, lục viện, 72 phi tần. Những người đó giờ ở đâu hết rồi? Đều ở địa ngục hết. Đều ở địa ngục à? Đều ở đó. Có ai đến thế giới cực lạc không? Không có. Thời đó triều đường, đất nước chúng ta không phải Phật Pháp hưng thịnh sao? Vô cùng là hưng thịnh. Không phải lúc bấy giờ ông cũng tin Phật sao? Tôi tin Phật chứ. Tin Phật sao lại đọa địa ngục? Sao đọa địa ngục vậy? Ông tin Phật, sao ông bị đọa đến địa ngục vậy? Tôi đã tạo nghiệp địa ngục. Tạo nghiệp địa ngục à? Ông thời đó hình như Thiếu Lâm Tự Do, Lý Liên Kiệt đóng. Ừ.
giúp ông làm nên giang sơn. Đúng đúng đúng, ông đều biết mà. Đường Huyền Trang, ông biết không? Biết chứ, ông ấy lúc đó là quốc sư của ông mà, phải không? Đúng, Đường Huyền Trang, ông ấy là quốc sư của ta. Đường Huyền Trang, hiện nay ông ấy đang ở đâu? Ông ấy hiện đang ở thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc, thành Phật chưa? Đã thành rồi. Sao ông không tìm ông ta, nhờ ông ta độ cho ông? Tôi tìm ông. Ông tại sao tìm tôi? Ông với tôi có nhân duyên gì? Có nhân duyên. Là nhân duyên gì? Ông nói xem. Duyên lớn, rất lớn. Làm sao có đại pháp duyên này? Nói tôi nghe xem. Nhân duyên của tôi và ông mới gọi là lớn. Nói xem, chúng ta là nhân duyên gì? Ông là thừa tướng của ta. Ồ, thừa tướng, là vị thừa tướng nào? Tể tướng, ông là tể tướng của ta. Tôi biết thời đó có vị gọi là Ngụy Trưng. Ông chính là Ngụy Trưng, còn nói gì nữa? Ông chính là Ngụy Trưng. Tôi làm gì có được trí huệ như vậy? Ông là Ngụy Trưng mà không biết sao? Thừa tướng của ta. Tôi sao biết được, tôi chỉ là phàm phu. Ông là thừa tướng của ta là hoàng đế của ông là Ngụy Trưng. Đường Huyền Trang lúc bấy giờ là quốc sư của ông, nay đã thành Phật. Sao ông không đến thế giới cực lạc? Thế giới cực lạc tôi không đến được, đi không được. Vậy giờ có muốn đi không? Đời này cùng tôi đi có được không? Ở đây tôi viết tên ông lên bài vị. Vậy tôi trực tiếp ghi tên là Lý Thế Dân, phải không? Lý Thế Dân. Vậy người thờ cúng viết tên ai? Viết tên Tăng Mẫn được rồi. Viết tên Tăng Mẫn được phải không? Vậy người siêu độ viết Lý Thế Dân. Đúng, được. Lão Pháp Sư Tịnh Không 24/24 giảng kinh ở đây. Ông nghe hiểu không? Hiểu chứ. Được, vậy không để mất thời gian. Như các ông giờ không có thân xác, ông biết phải không? Không như phàm phu chúng tôi vẫn còn có thể xác này. Phải. Ông nghe hiểu hết rồi, vạn duyên buông xuống. Được, được. Ngay cả việc ông tạo sát nghiệp, giết người Trung Quốc hay ngoại quốc, bao gồm những văn thần, võ tướng, giết rất nhiều đúng không? Giết nhiều người lắm. Lý Thế Dân à, vấn đề ở chỗ, tại sao tôi lại giết người thế này? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tôi nói ông nghe, tỉnh táo nghe tôi nói. Tôi giết quá nhiều người rồi. Thời đó lịch sử có ghi chép, Lý Thế Dân là một vị minh quân. Minh quân thì đã làm sao? Giết người là tội. Đúng, không sai, không sai. Minh quân thì đã làm sao hả? Giết người chính là tội. Đúng rồi. Nếu không sao ông đến địa ngục mà còn là địa ngục vô gián? Thật oan uổng. Giết người đều phải đền mạng. Không phải nói minh quân là không đền mạng. Đúng đúng đúng. Cái này ai nói vậy? Nhân quả không chừa một ai. Nhân quả trước mặt người người bình đẳng. Người người bình đẳng. Đúng. Giờ ông không có thân xác, nghe hiểu rồi thì vạn duyên buông xuống. Được, tôi yêu nhân thế mà. Tôi yêu nhân dân của tôi mà. Tôi yêu thần dân của tôi mà. Vậy tôi nói ông nghe, triều đường lúc bấy giờ đêm ngày giết chóc những binh lính tạo nghiệp sát đó, những vị tướng quân đó có phải đều bị đọa địa ngục không? Đúng, đều ở địa ngục. Hiện giờ đều ở địa ngục phải không? Vẫn đều ở đó. Có ai thoát được ra không? Ông đưa họ cùng thoát theo ông. Không đưa được. Tại sao vậy? Quá nặng, nghiệp sát quá nặng. Nghiệp sát quá nặng à? Nặng lắm. Vô gián địa ngục, tất cả đều ở vô gián địa ngục, đều ở đó. Tôi hỏi ông, Lý Thế Dân, Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải ở vô gián địa ngục cứu độ các ông sao? Làm sao những người kia họ không thoát được? Cứu độ còn cần họ có lương tâm. Ông không có lương tâm, chẳng lẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể kéo ông ra sao? Bản thân ông phải có lương tâm. Tự bản thân phải có. Tự thân phải có. Đạo tràng không được tùy tiện nói. Ghi nhớ, đạo tràng tốt hay không, không được nói. Phải. Đừng tạo nghiệp. Mọi người đừng tạo nghiệp. Đạo tràng có tốt hay không tốt, cứ để họ đi. Nhân quả tự gánh. Để họ đi. Đến lúc đó ông hãy hộ pháp cho tôi. Tôi làm sao không hộ pháp cho ông? Tôi đến tìm ông là để hộ pháp cho ông. Ông là thừa tướng tốt của tôi. Tôi vẫn còn có tình cảm. Tôi hộ pháp cho hoàng hậu, thừa tướng của tôi. Chúng ta và mọi người đồng tinh tấn, cùng nhau tinh tấn. Địa ngục không cứu được, tạm không thành Phật, làm được không? Làm được, địa ngục khổ quá rồi, khổ quá à. Địa ngục có bao nhiêu địa ngục? Ông nói mọi người nghe xem.
địa ngục nhiều lắm, từng tầng, tổng cộng bao nhiêu tầng? 18 tầng. Không đúng, lớn thì có 18 tầng, trong 18 tầng còn có rất nhiều, rất nhiều. 18 tầng còn chia nhỏ nhỏ nhỏ, cái này làm sao mà tính được? Tính thế này à, tính đến mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy ức vạn năm. Tính không xuể, đếm không xuể. Thế chúng sanh ở địa ngục nhiều như thế à? Không thể tính đếm. Tôi hỏi này Lý Thế Dân, hiện nay tôi luôn có niệm khắc khoải, hy vọng mọi người có thể ăn chay, niệm Phật. Nhưng hiện nay cái sát nghiệp này tạo ra nghiêm trọng như vậy, phải làm sao? Làm sao đến cứu độ được? Làm sao giúp đỡ chúng sanh? Thế giới này tạo sát nghiệp quá nặng rồi. Tôi hỏi này Lý Thế Dân, năm 2012, Lão Hòa Thượng của chúng tôi cảnh báo mọi người rằng năm 2012 sẽ có kiếp nạn. Đúng, thật vậy không? Năm 2012 tuyệt đối có tai nạn lớn, lớn 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 lắm. Cái đại nạn này lớn đến mức độ nào? Rất thảm. Rất thảm mà. Hiện nay người trong thế giới này đều ngu si, phải làm sao? Làm sao giúp đỡ họ? Ông xem, hiện chúng tôi lưu thông một số CD. Những CD này lưu thông hiệu quả lớn hay không? Có hiệu quả không? Thảm tới mức toàn thân kích động. Cái thế giới này sao lại thảm thế? Rất thảm. Rất thảm mà. Rất thảm. Vậy chúng tôi phải làm sao? Chúng tôi phải làm cách nào? Rất thảm. Lý Thế Dân à, giờ chúng tôi phải làm sao để chúng sanh quay đầu? Nhanh chóng hoằng pháp. Hoằng pháp à, phải làm sao? Vấn đề bây giờ tâm người gấp gáp, không có cách nào thì làm sao hoằng? Gia tăng tốc độ. Bằng phương pháp nào? Phải dùng phương pháp gì để hoằng pháp? Hoằng pháp lợi sanh, phương pháp rất nhiều. Cái chính dễ nhất mà hiệu quả là gì? Niệm Phật. Niệm Phật à, người không tin Phật thì sao? Chúng sanh ngu si, niệm Phật là tốt nhất. Tôi nói mọi người nghe, cái thế giới này chỉ có thể là niệm Phật. Tu cái gì khác nữa đều không kịp nữa rồi. Không kịp nữa. Các người không kịp nữa. Mau mau niệm Phật. Thật sự không kịp nữa rồi. Nhanh được phải nhanh lên. Niệm Phật. Tôi cầu xin mọi người, hãy niệm Phật đi. Mỗi người đều phải niệm Phật. Mỗi người phải niệm, niệm Phật. Chỉ có cách niệm Phật. Chúng sanh ngu si hiện nay chỉ cầu danh văn lợi dưỡng, tranh tài sản tài phú. Họ không biết, đều là giả, đều là giả cả. Vậy phải làm sao? Làm sao giúp họ buông xuống được? Ông xem, Lý Thế Dân tôi, một đời minh quân, đều đã biến thành như thế này. Mọi người xem, hôm nay tôi muốn mọi người xem thấy. Tôi còn phải niệm Phật mà. Các ông vẫn chưa niệm. Một đời minh quân như tôi đều đã niệm Phật rồi. Các người, lão bá tánh thông thường, sao còn chưa lo niệm? Ông là hoàng đế khai quốc triệu đường, lịch sử có phong hiệu. Sau này là đường Tông Nguyên Minh Thanh, và rất nhiều đời đế vương họ thì ra sao? Đều ở địa ngục không? Kẻ có, kẻ không. Không phải vị đế vương nào cũng đọa địa ngục. Tối hôm qua, tôi có nói với mọi người rằng chỉ cần có cơ hội, tôi liền đến thế giới cực lạc, tôi cũng không muốn ở đây nữa. Không, ông phải độ người. Ông phải độ họ, họ khổ lắm. Tôi thấy người ngày nay rất khó độ. Khó độ. Quá khó độ rồi. Cái thế giới này đều loạn rồi. Tôi vừa xem thì cái gì đây? Đây là cái thế giới điên loạn gì vậy? Không cần lưu luyến. Điên đảo, đúng là điên đảo. Không được lưu luyến. Bởi vậy tôi không còn lưu luyến. Nên tôi rất muốn nhanh chóng đến thế giới cực lạc, rời khỏi cái thế giới này. Đi, đều phải đi. Đưa hoàng hậu đi theo, đừng lưu luyến. Yên tâm, hoàng hậu của ta có chấp trước. Chấp trước chuyện gì? Cô ấy chấp trước. Chấp trước chuyện gì? Cô ấy thương ông chồng, rất yêu thương. Đúng rồi, tôi biết là tình chấp. Cô ấy luôn yêu chồng, cô ấy bị hại, bị ông chồng đó hại đến không xong rồi. Đúng vậy, cô ấy chịu khổ mấy năm nay tôi đều biết là bị chồng hại rất khổ. Đúng vậy, cô ấy còn tình chấp, còn yêu, không buông chồng ra được. Đúng, tình chấp không buông xuống được. Cô ấy chính là buông không được, ông phải giúp cô ấy buông xuống. Cái này mà cô ấy buông được, tôi nói ông, nếu buông bỏ ông chồng này được, tuyệt đối thành được Phật. Thừa sức thành Phật. Cô thừa sức thành Phật, vì quá yêu ông chồng này. Đời này phải thành Phật. Phải. Kiếp này cô ấy có thể. Ông loại bỏ tình chấp của cô ấy.
Được, không thành vấn đề. Cô ấy cứ mãi ngu si như thế. Điên đảo, mê hoặc, ngốc, ngốc, quá là ngốc. Lý Thế Dân à, quê ông là ở Tứ Xuyên phải không? Quê Lý Thế Dân ở Tứ Xuyên phải không? Quê tôi không phải Tứ Xuyên. Vậy sao lúc đầu ông bảo là Tứ Xuyên? Từ địa ngục ra tôi đi ngang Tứ Xuyên rồi đến đây. Là đi ngang Tứ Xuyên xem qua một lát để quan sát dân tình. Tứ Xuyên cũng rất thảm. Ta yêu quốc thổ của ta. Ông rất từ bi. Ông xem, Tứ Xuyên của ta động đất hại đến nhiều người chết như thế. Tôi hỏi ông, Lý Thế Dân à, A-di-đà Phật, Lý Thế Dân à, động đất ở Tứ Xuyên, động đất, con dân của ta, nhân dân của ta đều chết cả rồi. Nhân dân của ta chỉ có ta biết. Ta vừa thoát, điều đầu tiên là đi xem nhân dân của ta đều nằm ở đó. Đều ở đó, nhân dân của ta đều chết hết rồi. Nhân dân của ta yêu bọn họ. Nhân dân của ta, nhân dân của ta đều động đất chết cả rồi. Ông xem, ta là minh quân kiểu gì? Mọi người đều gọi ta là minh quân. Ta thảm rồi. Ta không dạy tốt nhân dân của ta. Nhân dân của ta, ông đừng tự trách bản thân mình. Nhân dân của ta hiện nay đều tạo tội. Nhân dân của ta đều tạo tội. Tôi nói ông nghe, ta là minh quân gì vậy? Là minh quân kiểu gì? Ta đã để nhân dân tạo thành cái kiểu như ngày hôm nay. Đây không phải chỉ là tội của ông. Hiện nay chúng sanh, ông xem nghiệp lực bản thân, ngay cả đại địa chấn ở Tứ Xuyên là lỗi của tôi. Không sai, nhưng đại địa chấn Tứ Xuyên xét kỹ là do chúng sanh ở đó. Người dân ở đó tạo nghiệp chướng rất nặng, mới dẫn đến động đất, là nghiệp địa chấn nặng. Nghiệp là gì? Ngu si, mong muội, không tin chánh pháp là không tin chánh pháp. Nhưng người học Phật ở Tứ Xuyên rất nhiều mà, là giả, đều là giả cả. Hiện nay học Phật đều là giả phải không? Thật thì không nhiều, giả thì nhiều, thật thì ít. Thật mà nhiều thì tốt rồi. Đều tự nghĩ mình học Phật, tự nghĩ là đang học Phật. Ai cũng xem tôi là người học Phật. Tôi thấy lòng liền đau xót. Người học Phật thì nhiều, người tin lại ít. Người thật tin rất ít. Thực tin ít, quá ít rồi. Nếu thực tin thì nhân dân của ta được cứu rồi. Càng tin Phật thì nhân dân được cứu rồi. Cái thế giới này được cứu rồi. Thế giới sẽ được cứu. Vậy cái nạn năm 2012 có thể hóa giải không? Nhanh chóng niệm Phật. Tất cả mọi người mau mau niệm Phật. Vấn đề là không thể được. Muốn mọi người niệm Phật, nhưng rất nhiều người không tin. Đại đa số đều không tin. Vậy phải làm sao? Nghiệp đều là nghiệp. Nghiệp không thể chuyển. Đáng chịu phải chịu, để họ đi chịu tội. Còn người tin Phật phải cứu. Người tin Phật phải cứu. Người không tin thì để họ đi chịu tội vậy. Tôi hỏi này Lý Thế Dân, tôi luôn khởi xướng dẫn dắt mọi người phóng sanh. Như tôi mỗi lần phóng sanh, thọ tam quy y cho pháp giới chúng sanh, thì có bao nhiêu chúng sanh hưởng lợi ích vậy? Bọn họ hạnh phúc hơn các ông. Tôi biết họ hạnh phúc hơn chúng tôi. Họ tuyệt đối hạnh phúc hơn các ông. Ông xem lúc phóng sanh, chúng tôi chụp được cảnh tượng đẹp. Ông xem thấy không? Lấy bức ảnh xuống. Lấy tôi xem, tôi chưa xem qua. Đây, tôi xem. Đây là hình chụp năm ngoái, khi phóng sanh dịp vía Quan Âm. Là ngày 19 tháng 2, nhằm ngày vía Quan Âm. Chụp mặt trời phải hình của Phật A-di-đà không? Ông xem. Ấy già chính là Phật A-di-đà. Vậy đây là ai? Là một chúng sanh được Phật A-di-đà tiếp dẫn. Tốt, chúng sanh này tốt, hình mẫu tốt. Nếu không thọ tam quy y cho pháp giới chúng sanh, thì họ có được tiếp dẫn không? Không tiếp dẫn được. Không tiếp dẫn được à? Vậy chúng tôi mỗi lần phóng sanh, thọ tam quy y cho pháp giới chúng sanh, cái việc này rất quan trọng phải không? Có ý nghĩa. Có ý nghĩa à? Vậy chúng tôi tiếp tục làm. Làm không thể dừng. Dừng là sai rồi. Dừng là sai à? Vị A-di-đà Phật này từ bi, tấm hình này tốt, hãy phát cho mọi người. Đúng vậy, độ được rất nhiều người.
mỗi người một tấm, mỗi người lấy một tấm, cái này tốt. Rất nhiều người không tin Phật, hoàng hậu trước kia cũng không tin. Cô ấy cứ nghĩ không có A-di-đà Phật. Ngốc quá, luôn nghĩ là không có A-di-đà Phật. Có, A-di-đà Phật là có thực, đúng, khắp nơi đều có, đúng không? A-di-đà Phật thực sự có. A-di-đà Phật ở khắp mọi nơi mà, phải không? Phải. A-di-đà Phật ở bên cạnh mọi người, đúng đúng, ngay bên cạnh, mọi người đều biết mà, nơi này của ông cũng có. Có, ông chính là A-di-đà Phật mà, tôi sẽ thành A-di-đà Phật, sẽ được, tôi sẽ thành Phật. Ông thành Phật rồi, mau mau thành Phật, tôi càng sớm giác ngộ, càng sớm thành Phật, tôi một đời minh quân mà. Tâm nhân ái của tôi khắp khắp biến pháp giới, là biến pháp giới, tôi yêu bọn họ chỉ là vô ý giết người. Tôi không biết mà, biết thì tôi đã sớm thành Phật rồi. Lúc bấy giờ ông giết người, tôi không khuyên ông sao? Ông có khuyên, tôi khuyên ông sao ông không nghe theo? Tôi lúc đó chấp mê bất ngộ, đều không nghe nên giờ tôi tìm ông đây. Ông là thừa tướng tốt, tôi luôn ghi nhớ. Tôi ở địa ngục, ai cũng quên nhưng mãi không quên ông. Ông là thừa tướng tốt của tôi. Ông phụ tá cho tôi giúp ông có công. Ông có công lớn, ông là người tốt. Có công thì đáng lẽ tôi đã đến thế giới cực lạc làm Phật rồi. Sẽ thành, sẽ thành. Sau khi thành Phật quay lại đại chuyển pháp luân độ chúng sanh. Sẽ được, ông không nên bỏ cuộc. Tính tâm của ông cần kiên định, không được do dự. Bồ Tát à, xin ông giải quyết giúp việc này. Ở đây cùng với vị Bồ Tát trước, ông ấy muốn phát tâm độ chúng sanh, cùng Phật hoằng pháp độ sanh tại đạo tràng Tùng Cang Kiến được không? Được. Ông xem có phấn khởi không? Tiếp dẫn vô lượng chúng sanh. Đạo tràng này thì được, nhưng người tin thì ít. Người tin ít à? Người đến nơi này của ông đừng nghĩ ai cũng tin. Điều này tôi biết. Giả nhiều, lấy tâm bình đẳng đối đãi, không được bị ảnh hưởng. Ngàn vạn lần không được bị ảnh hưởng, sẽ không bị ảnh hưởng. Không cần quan tâm thật giả, đều độ, cứu được một cũng là cứu. Đại kiếp nạn đến, cứu được một cũng là cứu. Đều là nhân quả, đều là nhân duyên. Để họ đi, cứ để họ đi. Ông xem, chúng tôi hiện làm đĩa CD lưu thông rộng rãi, vậy hiệu quả của nó như thế nào? Hiệu quả cũng tốt. Nếu như nói không có, ông nói xem, không làm thì độ không được chúng sanh. Nếu làm, hiệu quả rất ít. Tôi biết, tôi hiểu các ông. Chúng tôi chuyển đến núi Phong Hoàng. Tôi hiểu, nhưng phải nói làm sao. Không làm thì không được, vẫn phải làm. Đưa đến núi Phong Hoàng, không quản 9 vạn hay 9 ức người, cứu được một cũng là cứu, phải không? Cứu một người thành Phật còn hơn ông không làm. Không được dừng, dừng là không tốt. Hay như thế này, hôm nay cái nhân duyên này thành thục rồi. Địa Tạng Vương Bồ Tát từ bi, đưa ông từ địa ngục cứu ra. Vậy ông nên vạn duyên buông xuống, tới thế giới cực lạc trước tiên. Sau khi thành Phật, quay lại cứu độ. Nếu có tai nạn, cũng nhờ ông tận lực để phổ độ chúng sanh, được không? Được. Vì hiện nay chúng sanh tạo nghiệp địa ngục, người người đều có phần ở địa ngục, đúng không? Chúng sanh hiện nay, so với thời của ông, tạo nghiệp còn nặng hơn. Nay nghe nói địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát rất từ bi, mở cửa địa ngục, chỉ cần dương thế của bạn, người thân, bạn bè, đồng tu hay thân thích học Phật, thì đều cho thoát ra, để đi tìm cái duyên này có phải như vậy không? Cầu chiếu độ. Việc này có một chút hỗ trợ. Một chút à, có một chút. Đừng quá tin tưởng, nói vừa chiếu độ thì có thể thoát ra, cũng không hẳn. Không hẳn à, không phải nói có duyên là có thể đi, cần dựa chính mình. Dựa vào chính mình à, xem lương tâm có tan mất không. Lương tâm có mất không à, thiện nhân đến địa ngục đều có thể thoát ra. Người ác đến nhân gian này làm gì, vô dụng. Đúng vậy. Ác nhân ở thế gian này tạo nghiệp càng nhiều. Không cần giúp, Lý Thế Dân trí huệ cao mà. Chính như vậy, trí huệ của tôi cao hơn các ông. Tôi tìm thừa tướng của tôi. Các người giúp không được tôi đâu. Không cần nói, tôi tìm được thừa tướng của tôi rồi. Xong rồi thì tôi đặt bài vị của ông ở đây. Ông tập trung nghe kinh, được. Ngày mai tôi phóng sanh. Ngày mốt tôi về Tân Cương một chuyến làm một chút việc. Được, khẩn trương lên. Một tuần, tính tâm kiên định, yên tâm, sẽ không để ông thất vọng. Đừng bị người khác ảnh hưởng, nhất định thành Phật.
Tôi đón ông, tôi đợi ông. An tâm mà làm, an tâm, an tâm, thừa tướng của ta. Đạo tràng này cần sự giá trị của ông nhiều. Tôi hộ pháp cho ông. Đến lúc tôi thành Phật, người đầu tiên tôi hộ pháp là ông. Tôi là thần hộ pháp của ông. Ông hãy nhớ tôi luôn luôn hộ pháp cho ông. Tôi thành Phật trước. Tôi biết ông sẽ thành Phật trước. Tôi chắc chắn luôn đi trước ông, không bỏ rơi hoàng hậu. Hoàng hậu là hoàng hậu tốt mà. Ông đừng chỉ quản độ hai chúng tôi, cần phổ độ chúng sanh. Tôi biết tôi độ hai người giúp tôi độ chúng sanh. Hai người đều có thể làm được mà, duyên phận của hai người đã tới rồi. Hiện nay thế gian này người tái lai rất nhiều, phải không? Nhiều, người tái lai nhiều, đều đến để cứu chúng sanh khổ nạn. Chúng sanh không khổ nạn thì những người tái lai cũng sẽ không đến. Đều là Phật Bồ Tát sốt ruột. Phật Bồ Tát sốt ruột hơn các người ở đây nhiều. Các người tự nghĩ mình gấp, tự nghĩ là gấp. Phật Bồ Tát còn gấp hơn các người. Ông ở đó gấp là vọng niệm thôi. Phật Bồ Tát là thật sự gấp. Bồ Tát là gấp thật. Có vị Bồ Tát nào không gấp? Có vị Bồ Tát nào không yêu chúng sanh? Chúng sanh khổ thế này, gấp hơn ông nhiều. Ông gấp cái gì? Gấp của ông tính là gì? Bồ Tát gấp hơn các ông. Phật Bồ Tát mới là gấp. Chúng sanh thế giới này bị các người làm loạn rồi. Tôi vừa thoát ra thì giật cả mình. Trời đất ơi, cái thế giới này sao bị làm thành ra thế này? Ây da, cái thế giới này. Thế giới này mạt kiếp rồi, cứu không được nữa. Để họ chịu khổ thôi. Tôi đều buông xuống rồi. Nghiệp họ đáng phải chịu. Tội họ đáng phải chịu. Để họ đi chịu tội. Chúng ta chỉ có thể nói đến thế giới cực lạc trước, gặp được Phật A-di-đà, trí huệ cứu cánh viên mãn rồi, mới có năng lực chuyển pháp luân phổ độ chúng sanh. Đúng, đừng có luôn miệng nói tôi ở thế giới này cứu được bao nhiêu chúng sanh. Đúng, cứu không nổi đâu. Tự mình niệm Phật thành tựu là quan trọng nhất. Đều rất là ngu muội. Đều ngu muội à. Ông nghĩ ông đang độ à? Họ không tìm ông độ họ. Họ chỉ giỡn chơi thôi. Ông chỉ có đường thành Phật. Thành Phật không có gì khác. Tất cả đều là đường cục. Chỉ còn một con đường. Độ chúng sanh, đúng. Độ chúng sanh làm được phải làm. Tùy duyên, đúng. Tự mình thành Phật quan trọng nhất. Chướng ngại, nghĩ nhiều thành chướng ngại. Ông luôn muốn độ chúng sanh. Ông có chướng ngại, chướng ngại ông thành Phật. Đúng, ông buông xuống. Đừng nghĩ cần độ chúng sanh. Tôi luôn làm theo như vậy. Buông xuống. Chúng sanh khổ, cần chịu tội. Để họ đi chịu. Tôi gấp hơn ông, thừa tướng của ta. Ta còn gấp hơn ông. Ông nghĩ tôi không gấp sao? Hai ngày nay tôi đã xem qua thế giới này. Khổ, nên tôi buông xuống rồi. Tôi đến là muốn độ nhân dân tôi. Nhân thế này, tôi yêu nhân dân tôi mà. Nhân dân tôi không độ được nữa rồi. Khi tôi thành Phật rồi, tôi chỉ có cách thành Phật. Tôi thành Phật, tôi rước ông theo. Cả hoàng hậu đều đi, đều đi. Đừng lưu lại thế gian này. Phải, phải. Đừng có nghĩ độ chúng sanh nữa. Ông cần làm là những CD tôi xem qua. Lúc nãy tôi bái Phật. Tôi vừa ở đó bái Phật, biết không? Có thấy tôi không? Tôi xem được một phần. Tốt phát ra. Đặc biệt cái mới nhất, vạn thiện tiên tri, lưu thông nhất. Ây da, cái thứ này tốt. Tôi vừa đến đã xem thấy, tôi thấy ưng. Tôi một mặt bái Phật tôi đã ưng. Cái đĩa CD này cần phát đi ngay. Phải cố lên. Chiều nay chúng tôi sẽ mang đến núi Phong Hoàng. Mọi người xung quanh, mọi người tăng tốc làm cái đĩa này. Đừng chỉ để ở nhà. Chiều nay chúng tôi sẽ chuyển đi, để ở bên cạnh chúng sanh. Đúng, vì núi Phong Hoàng người rất nhiều mà. Chúng tôi chiều nay sẽ chuyển đến đó. Núi Phong Hoàng thứ bảy chủ nhật người đông. Cố lên. Sao cái gì ông cũng biết thế? Tôi vừa thoát ra, tôi một đời minh quân mà. Tôi quan sát dân tình trước tiên. Tôi làm việc ông biết mà. Điều đầu tiên là quan sát dân tình. Tôi xem Tứ Xuyên bị động đất, những người dân bị nạn, tôi đều xem qua hết. Tôi mới tìm hoàng hậu. Ông nghĩ tôi không biết sao? Quốc sự quan trọng, quốc sự. Tôi xem qua cả thế cuộc. Trời đất ơi, trời ơi. Hiện ông xem
Trung Hoa đại địa tạo nghiệp nặng nhất là thời đại nào? Triều đại nào? Là Trung Hoa đại địa chúng ta. Triều nào à? Triều Thanh. Triều Thanh tạo nghiệp nặng nhất à? Triều Thanh tạo nghiệp quá nặng. Triều Thanh đoạn mất Phật Pháp. Đoạn Phật Pháp à? Triều Thanh không đoạn Phật Pháp, cả thế giới này còn cứu được. Triều Thanh đoạn Phật Pháp. Đoạn Phật Pháp. Họ làm gì không làm? Đi đoạn Phật Pháp. Làm hoàng đế đều không thể đoạn Phật Pháp. Ông nói xem, hoàng đế làm gì cũng được, lại đi đoạn Phật Pháp. Phật Pháp không thể đoạn được. Vậy Triều Thanh, vị hoàng đế nào đoạn Phật Pháp? Là con quỷ đó. Nhất là ai? Triều Thanh, cái con quỷ đó, ta hận chết nó. Là người nào, là vị hoàng đế nào làm? Là Từ Hy Thái Hậu. Ồ, Từ Hy Thái Hậu à? Cái bà Từ Hy Thái Hậu đó. Từ Hy Thái Hậu, ây da. Từ Hy Thái Hậu hiện đang ở đâu? Đương nhiên là đọa địa ngục rồi, còn phải nói. Thọ báo, thọ báo. Từ Hy Thái Hậu suốt đời suốt kiếp không thoát khỏi địa ngục. Xong rồi, xong rồi. Bà ta không ra được. Từ Hy Thái Hậu vĩnh viễn không ra được. Từ Hy Thái Hậu không ra nổi đâu, không ai cứu bà ta. Từ Hy Thái Hậu, bà ta đoạn Phật Pháp. Phật Pháp không thể đoạn. Vậy hoàng đế Càn Long đang ở đâu? Càn Long thì được, Càn Long phước báo rất lớn. Phước báo rất lớn à? Ông ấy hiện ở đâu? Luôn rất tốt. Ông ấy hiện đang ở đâu? Giới nào? Hiện ở cõi người. Cõi người à? Hoàng đế Càn Long đến cõi người rồi. Trước đó lên cõi trời. Lên cõi trời à? Từng lên trời sau đó hạ xuống rồi. Lại hạ xuống à? Đến cõi người. Ây da! Hoàng đế Càn Long hình như giờ không tin Phật Pháp nữa. Ông ấy giờ không tin Phật Pháp nữa. Sao ngu si thế? Phải cứu chứ. Cần từ bi cứu ông ấy. Không phải không từ bi, tôi cứu được ông ấy không? Sau này ông ấy có tìm tôi không? Xa quá, ông ấy cách xa ông lắm. Ở nơi nào? Ở Tân Cương. Tôi cũng ở Tân Cương mà. Hả? Tôi ở Tân Cương, ngày mốt tôi về Tân Cương. Ây già, ông ấy cũng ở Tân Cương. Ở Tân Cương ở đâu? Tân Cương ở cái nơi rất nhỏ. Nói chung, duyên phận của ông và ông ấy không lớn. Không lớn à? Khả năng tìm ông ấy không được. Vì hiện nay ông ấy rất ngu si. Rất ngu si à? Rất vui mừng làm người. Tôi cười chết mất. Tôi nói tôi từ địa ngục thoát ra. Tôi đều xem qua ông ta. Lịch đại hoàng đế tôi đều xem qua. Ây già, tôi nói hoàng đế Càn Long phước báo lớn như vậy, đến nhân gian còn nghĩ là rất tốt. Tôi ở nơi nào của Tân Cương, ông biết không? Ông ở nơi nào Tân Cương, tôi biết. Là nơi nào, tên là gì? Đừng hỏi tôi tên gì, tôi đều xem qua. Được, tôi nói ông biết. Tôi ở Xương Cát, Tân Cương. Đúng, chính là Xương Cát, tôi không biết tên. Ông hỏi tôi tên gì, đầu óc tôi mê như vậy, tới những nơi nhỏ không hỏi nữa. Hoàng đế Càn Long ở Tân Cương, là Nam Cương hay Bắc Cương? Phía Bắc. Bắc Cương, tôi cũng ở Bắc Cương, tôi gặp được ông ấy không? Xem duyên phận, không nhất định gặp được. Nếu phước báo ông ấy lớn, sẽ tìm đến ông không cần gấp đi tìm. Tôi tìm cũng tìm không được, đúng, phước báo lớn sẽ tìm đến ông, nếu lần này ông về. Ông ấy có phước báo, ông ấy sẽ bị nhập thân. Nhập thân tìm đến ông. Nếu như ông ấy không tìm đến ông, vậy thì thôi. Vì ông cũng tìm không ra ông ấy. Ông ấy với ông không duyên. Vì ông cùng ông ấy không cùng một đạo mà. Vì hiện nay ở Tân Cương, Phật Pháp cũng rất hưng thịnh. Mỗi lần tôi về đều đến chùa chiền. Đều là danh lợi cao. Ây già, làm tôi đau đầu, thương xót. Ây già, đó đều là giả cả. Đúng, đều vậy, đều không phải chánh pháp. Hiện các ông đều tin chánh pháp. Làm những thứ đó làm gì? Lãng phí thời gian. Giả nhiều, cũng không trách được. Thế giới này cái gì cũng giả. Giả hết mà. Ông nói phải giả không? Đạo tràng thật hết cũng không đúng. Chuyện không thể, giả thì nhiều. Tin vào sự thật, giả nhiều lắm. Ông nghĩ thực có tốt thế, thì Phật Bồ Tát không sốt ruột như vậy. Phật Bồ Tát gấp hơn ông. Phật Bồ Tát sốt ruột, tôi cũng vậy. Tôi nói này Lý Thế Dân, tôi ở đây lập bài vị vạn tánh tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. Được, bài vị chúng sanh hư không pháp giới cũng có. Họ có nhận được lợi ích không? Được, nhận được hay không tùy duyên vậy. Tùy duyên cũng là việc tốt. Làm, ông làm thì tốt rồi.
vị Pháp Sư Tịnh Không. Tịnh Không Pháp Sư cũng là ân sư của tôi, ông biết mà. Tôi biết, tôi rất thích Pháp Sư Tịnh Không, tôi thấy ông ấy lòng tốt. Tôi với Pháp Sư Tịnh Không là duyên phận gì? Có duyên phận. Thầy ấy có duyên rất sâu, ông tin thầy ấy. Ông xem tôi không tin, người thứ hai thứ ba có kéo cũng không đi, đúng không? Ông tin ông ta là tốt, không có người thứ hai, không được tin người thứ hai, chắc chắn là không rồi. Đừng nên tiếp xúc duyên bên ngoài, chỉ tin Pháp Sư Tịnh Không. Tịnh Không Pháp Sư tốt, thực sự tốt, người vô cùng tốt. Tôi hỏi này Lý Thế Dân, hiện nay nghe nói địa ngục muốn bùng phát, chúng sanh thế gian, ác nghiệp đều đến cùng tận rồi, sát đạo dâm vọng tửu đều cùng tận. Cùng tận rồi đều tạo nghiệp, người người đều đủ điều kiện xuống địa ngục rồi, phải không? Ngay cả tôi cũng đủ điều kiện đọa địa ngục. Tôi biết, vì cái thế gian này cộng nghiệp quá nặng, không thể nói ông, toàn bộ cộng nghiệp quá nặng đều tạo nghiệp địa ngục. Trời đất ơi, tôi vừa xem qua thì tất cả đều tạo nghiệp địa ngục. Nói xem, có ai không tạo? Ông không có sao? Ông không tạo sao? Đều tạo hết, ông nghĩ bản thân ông không có sao? Đều tạo cả. Vậy mới nói nếu không cố gắng niệm Phật, không đến thế giới cực lạc được thì sẽ đọa địa ngục. Đọa địa ngục chỉ có hai con đường, thập bát giới lục đạo không tính, chỉ có hai con đường. Nói cũng không tin, họ còn nghĩ có thể được về cõi người, cũng có thể lên được cõi trời. Tự tưởng rằng mình có thể lên trời được, làm gì tốt được như vậy, đều là nghiệp địa ngục, đều là nghiệp địa ngục. Trong lòng tôi rất rõ, vậy phải làm sao? Thức tỉnh một người cũng là làm, không tỉnh đâu. Pháp sư cũng nói rồi, người hiện nay có hai con đường, địa ngục hoặc thế giới cực lạc, ai tin? Đều nghĩ lời nói đó là giả, Pháp sư là chân tâm. Chỉ có lời Pháp sư nói là mới là chân tâm. Các ông còn muốn tìm ai? Có một số ngu muội đi tin cái này, đi tin cái nọ. Cả thế giới nghe tôi tin một mình Pháp sư. Pháp sư Tịnh Không giảng là sự thật, còn lại giả hết. Tin cái khác xem như xong, lãng phí thời gian, nhanh không kịp nữa rồi. Không kịp nữa, hiện nay đại nạn trước mặt. Đại nạn trước mặt, kiếp nạn đến rồi. Ai cũng cầu không được, A-di-đà Phật đến cũng không cứu được. Phật đến rồi, các ông cũng không tin, ông nói xem. Đáng chịu báo phải chịu thôi. Thế ông nói xem, Lý Thế Dân, ông xem, đặc biệt là miền Nam, nghiệp dâm, tà dâm ở điểm này, tạo nghiệp đã công khai rồi. Hiện nay không biết nhục nhã nữa, ông nói phải làm sao? Người không biết nhục nhã nữa, ông còn hỏi phải làm sao? Cứu không nổi, vì nhân tâm đã hư rồi. Nhân tâm thật sự hư rồi. Nhân tâm hư rồi. Biết bao người tự lãng phí thời gian của bản thân, nhân tâm hư hết rồi. Nhân tâm hư rồi, cứu không về được, phải làm sao? Nhân tâm hư rồi, nghiệp tà dâm nặng, không có cách nào. Các ông không cần quản nữa, không quản nữa, quản không được. Đây là cộng nghiệp của mọi người, ngăn không nổi nữa, hồng thủy mãnh thú đến rồi. Hồng thủy đến rồi à? Hồng thủy mãnh thú đến rồi, đều không biết gì. A-di-đà Phật, mọi người chúng tôi niệm Phật tiễn ông, bây giờ thoát ra được không? Đến thế giới cực lạc, được, tôi phải sớm đi, tôi không bỏ trách nhiệm. Tôi không giống người khác, nói đi là đi. Giờ tôi tạm ngưng phát tam thời hệ niệm, tất cả mọi người cùng niệm Phật, tất cả mọi người đến đây niệm Phật, chúng ta bước lên trước được không? Được, lên, nhanh cố lên, nói làm là làm. Hoàng đế làm việc phải nhanh, không được làm chậm. A-di-đà Phật, Tịnh Không Pháp Sư à, các ngài vất vả rồi. Pháp Sư, ông vất vả rồi. Pháp Sư vất vả rồi, Pháp Sư. Pháp Sư thật sự vất vả rồi, Pháp Sư. Thầy không ngại vất vả, thầy không sợ vất vả. A-di-đà Phật, 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 A-di-đà Phật.
阿弥陀佛，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